Chào cả nhà nha, hôm nay thì mình chia sẻ đến cả nhà cái cách luộc rau lang để cho rau xanh giòn, bóng mượt. Chỉ vài bí quyết nhỏ thôi thì mình đã có cái dĩa rau ngon để dùng trong bữa cơm. Và cách làm thì rất là đơn giản luôn nè. Rồi nếu mà các bạn thích cái món rau luộc này cũng như là muốn biết cách làm như thế nào thì mình mời các bạn cùng vào bếp để làm với mình nha. Đây là rau lang mình mới mua nè. Cái này thì mình mua là 500 g. Cái này là người ta cắt sẵn cái sợi, người ta cắt sẵn vừa ăn như vậy nè. Về mình khỏi lặt lại nha, tại vì rau này cũng non. Rồi bây giờ thì mình sẽ rửa. Rau lang thì cái lá mình ăn được luôn nha, không cần là cái đọt nữa. Cái lá mà lá non non như vậy nè thì mình ăn rất là bổ luôn nha. Khi rửa thì các bạn rửa nhẹ tay thôi, mình đừng có làm mạnh quá. Mạnh quá thì mấy cái lá dập gì thì mình luộc lên đó thì sẽ bị thâm đen đó, cho nên nó mình rửa nhẹ tay thôi. Rau này thì rau vườn của người ta trồng nè, cũng không có phân thuốc gì hết trơn á, rau tự nhiên cho nên nó mình cũng không có sợ ha. Mà nếu mà các bạn kỹ hơn nữa thì mình ngâm qua nước muối, ngâm khoảng chừng 5 phút gì đó, rửa hai ba nước cho thật là sạch. Rửa xong rồi thì bây giờ mình sẽ để đây cho thật là ráo nước nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi bắt nước để luộc nha. Bây giờ thì mình sẽ cho nước nhiều để cho ngập mặt rau, thì rau nó không có bị nổi lên thì nó không có bị thâm đen. Nếu như mà rau mà nổi lên trên mặt thì sẽ bị đen cái phần ở trên đó. Mình đổ đây là gần một nồi này là khoảng hơn 1 lít nước á, tùy theo cái lượng rau của mình mà mình đổ nước nha. Bây giờ thì bắt cho nước thật là sôi luôn. Trong lúc này thì mình đậy nắp được, mình sẽ đậy nắp cho nước mau sôi. Mà mình để rau vô thì mình không có đậy nắp được, tại vì mình đậy lại thì cái sợi rau nó bị vàng đi đó, cho nên mình chỉ đậy nắp để cho nước sôi thôi. Rồi nước lúc này thì sôi rất là nhiều rồi nè. Nước sôi thì mình sẽ cho vô đây xíu muối nha, khoảng nửa muỗng cà phê thôi, và 1 muỗng cà phê đường. Rồi thì bây giờ nước cốt tắc nè, mình có ở đây là khoảng 1 muỗng ăn canh, mình sẽ cho vô. Nước cốt tắc thì giúp cho rau giữ được cái màu xanh nha. Giờ mình cho vô đây là khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn thì để cho rau của mình nó được bóng mượt. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho rau vô để mình luộc. Khi mà cho rau vô thì các bạn cho lửa lớn hay là lớn nha, để cho nước sôi bừng lên. Nước sôi như vậy thì rau mới giữ được cái màu xanh và nó giòn nữa. Chở cho rau thấm đều,
đè xuống, đừng có cho rau nổi lên trên mặt nước ha. Nếu mà nước ít quá thì rau sẽ bị đen, cho nên mình cứ đổ nước nhiều để mình luộc thì rau nó sẽ được ngon hơn nha. Rau lang thì luộc rất là dễ, nhưng mà có cái bí quyết để cho rau nó được ngon hơn thì mình hôm nay mình chia sẻ đến các bạn. Nếu mà các bạn có quan tâm thì khi mà có rau thì mình làm thử cái cách này nha. Mình cũng luộc nhiều lần rồi thì mình thấy rau rất là ngon, cho nên hôm nay mình chia sẻ đến các bạn nè. Khi mà nước sôi trở lại thì mình chở về. Rau này thì mình cũng luộc vừa chín tới thôi, mình đừng có để cho nó gã quá, nếu mà nó mềm quá thì ăn nó sẽ dễ bị ngán lắm, cho nên vừa chín tới thì nó còn cái độ giòn á, mình ăn nó ngon. Rau này thì mình chấm nước thịnh nước cá, hay là hoặc là mình chấm với chao tương gì đó thì cũng ngon chứ. Rồi để thử biết rau chín hay chưa thì mình vớt lên một sợi gì nè, mình bấm như nè, mình thấy rau mềm như vậy là được rồi. Giờ mình tắt bếp. Rau chín rồi, bây giờ thì mình sẽ gấp ra dĩa. Rồi đây, mình đã luộc xong rồi đây cả nhà ơi. Đơn giản chỉ vài phút thôi, với vài cái mẹo nhỏ như vậy thì mình đã có một cái dĩa rau ngon rồi nè. Rau rất là bóng mượt nè ha. Xanh giòn, vừa chín tới. Ăn rất là ngon nè. Rồi thì mình vừa chia sẻ đến các bạn cái món rau luộc, vài bí quyết nhỏ để cho rau xanh giòn. Rồi nếu mà các bạn thích cái cách làm của mình thì bữa nào các bạn làm nha. Video mình đến đây thì mình xin tạm dừng và hẹn gặp cả nhà mình video sau nha.